Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đại sư Hư Vân, viên tịch ở tuổi 120, di ngôn đến nay vẫn chưa ai hiểu được. Được mệnh danh là Trung Hoa đệ nhất cao tăng, cuộc đời của Hư Vân Đại Sư chứa đầy những huyền thoại. Dù đã viên tịch hơn 60 năm, nhưng ông vẫn được xem là một tấm gương sáng của Phật giáo. Trong giới Phật giáo Trung Hoa, có bốn vị đại sư rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đó là Hư Vân Đại Sư, Thái Hư Đại Sư, Hoằng Nhất Đại Sư và Ấn Quang Đại Sư. Trong đó, Đại sư Hư Vân thọ 120 tuổi. Ông đã trải qua 4 triều đại và sở hữu 15 đạo trường trong đời, và có vai trò rất lớn đối với sự phục hưng của Tiền Tông và Phật giáo Trung Hoa hiện đại. Câu chuyện xuất gia của Hư Vân Đại Sư. Đại sư Hư Vân sinh ra ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Mẹ của ông đã ngoài 40 tuổi mà chưa thể có con, nên đã đến miếu Quan Âm cầu tự. Theo hồi ức của cha ông, vào một đêm trước khi mẹ của người mang thai, cha và mẹ ông đã cùng mơ thấy một trưởng lão đầu đội Quan Âm đang cưỡi trên một con hổ. Sau đó thì họ liền giật mình tỉnh giấc. Cả hai người đều tin rằng con của họ sau này sẽ là một đứa trẻ phi thường. Tuy nhiên, trong lúc sinh ra Hư Vân Đại Sư, mẹ của ông đã qua đời vì băng huyết quá nhiều. Theo dân gian truyền lại, vì Đại sư Hư Vân sinh ra chỉ là một bọc thịt, nên mẹ của ông sau khi nhìn thấy đã sợ hãi và ngất xỉu tại chỗ. Bà mất máu quá nhiều và qua đời. Đại sư Hư Vân được người vợ lẽ trong nhà nuôi dưỡng từ khi còn bé. Vì là đứa con cầu tự duy nhất trong gia đình, nên mọi người đối xử với ông rất tốt, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Từ nhỏ, Hư Vân Đại Sư đã rất thông minh. Ông có khả năng học và ghi nhớ rất nhanh, nhưng ông vẫn cảm thấy không hài lòng và muốn học hỏi nhiều hơn nữa những điều mới mẻ. Năm 17 tuổi, trong lúc gia đình đang cử hành tang lễ, ông nhìn thấy một nhóm nhà sư đang hành lễ và đột nhiên cảm thấy tràn đầy mong muốn được giống như họ. Cuối cùng, ông đã tìm được thứ mình muốn theo đuổi. Kể từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp mỗi ngày. Nhưng những kiến thức mà ông học được từ sách không thể đáp ứng nhu cầu của ông ấy. Đại sư Hư Vân đã đi vào con đường tu tập Phật Pháp bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Ông thậm chí còn muốn đến được vùng thánh địa Phật giáo. Vì chỉ có ông là người con độc nhất, nên lúc đó, để ngăn Đại sư Hư Vân quy y cửa Phật, cha của ông ấy đã đặc biệt sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân cùng hai cô gái là Điềm Thị và Đàm Thị để giữ gìn hương quả. Tuy đã kết hôn, nhưng đại sư vẫn giữ trai giới, thân tâm thanh tịnh và thường giảng Phật Pháp cho hai người vợ ấy cùng nghe. Một năm sau, Hư Vân Đại Sư đã từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến chùa Dũng Tuyền vào một đêm tối để xuất gia và đặt pháp danh cho mình là Cổ Nham. Nhưng Hư Vân Đại Sư cảm thấy rằng việc làm của mình xấu hổ với cha mẹ, đã phụ lòng họ khi bản thân là con trai độc nhất. Để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, ông đã đi từ núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài để cầu siêu cho cha mẹ, phát nguyện thực hành tam bộ nhất bái. Chuyến hành trình này mất đến 23 tháng. Cuộc đời tu hành của Trung Hoa đệ nhất cao tăng. Sau khi tu học trong chùa hơn 30 năm, ông cảm thấy vẫn chưa đủ vì trong chùa không thể giúp ông hiểu hết về đạo Phật. Vậy nên ông quyết định sẽ ra ngoài du hành và nghiên cứu Phật Pháp trên khắp đất nước, lấy việc học Phật giáo làm mục tiêu cả đời. Trên con đường bôn ba của mình, Hư Vân Đại Sư vừa học Phật Pháp vừa hoằng pháp. Điều này có nghĩa là tuy ông theo đuổi Phật Pháp nhưng cũng không quên giúp đỡ bách tính trong thiên hạ, lấy lòng từ bi đối đãi với thế gian. Hư Vân Đại Sư đã một mình ngao du nhiều nơi. Mặc dù đã trải qua vô số khó khăn, nhưng ông vẫn không ngừng khát khao tu hành. Vào một đêm tháng 12, vì lúc đó đã quá muộn, nên Đại sư Hư Vân chỉ có thể qua đêm trong một túp lều gần đó. Điều không ngờ là đêm đó tuyết rơi dày đặc, chặn mất lối ra. Trong lều lại không có thức ăn. Mãi đến ngày thứ 6, Hư Vân Đại sư cuối cùng cũng không thể chống cự mà ngất đi. Nhưng may mắn là ông đã được một người ăn mày đi ngang qua phát hiện và cứu sống. Đại sư tin rằng người ăn mày này là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Có lẽ tình yêu sâu sắc của Đại sư Hư Vân đối với Phật giáo đã khiến Bồ Tát cảm động. Quãng thời gian du hành của Hư Vân Đại sư cùng lúc với thời đại chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than. Trên đường đi, Đại sư cũng gặp nhiều người dân lưu lạc
Và mặc dù cũng thường phải ngủ ngoài trời, nhưng ông luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Một lần Hư Vân Đại Sư đi ngang qua một nơi và biết được rằng có thổ phỉ muốn chiếm đóng ngôi làng địa phương. Ông đã chủ động thuyết pháp và khai thông tư tưởng của bọn thổ phỉ, cứu dân làng khỏi thảm họa. Hư Vân Đại Sư cũng thành lập Phật đường ở nhiều nơi và tự tay bồi dưỡng một số người có năng lực. Chính vì điều này, Đại Sư đã được người đời phong cho danh hiệu Đệ Nhất Cao Tăng. Vào cuối triều đại nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu trên đường chạy trốn và đã đưa theo Hư Vân Đại Sư với hy vọng có được sự bảo hộ của ông. Trên đường chạy trốn, Hư Vân Đại Sư nhìn thấy khắp nơi đói khát, thi thể chất chồng. Thậm chí có nhiều người còn bán cả con mình để lấy cái ăn, nên ông đã xin Từ Hy Thái Hậu mở kho phát lương thực cho người dân địa phương. Nhưng không ngờ lại bị Từ Hy Thái Hậu từ chối. Trong cơn tuyệt vọng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vận động các thương nhân giàu có ở địa phương, giúp đỡ các nạn nhân và cống hiến chút sức lực ít ỏi của mình cho người dân địa phương. Trong những lúc trận chiến diễn ra hết sức tàn khốc, Hư Vân Đại Sư đã đọc kinh hàng ngày để cầu nguyện cho binh lính được bình an, đồng thời quyên góp tất cả tiền và lương thực tiết kiệm được cho quân đội. Cũng chính vì điều này mà người đời biết rằng Đại Sư Hư Vân có tấm lòng quan tâm đến chúng sinh. Không chỉ như vậy, Đại Sư còn sống một cuộc sống rất tiết kiệm, chưa từng phàn nàn về việc ăn uống. Bất kể đồ ăn có ngon hay không, ông cũng đều coi trọng từng món ăn, ăn uống vô cùng thanh đạm. Theo ông, một người trong đời này ăn bao nhiêu cơm, mặc bao nhiêu đồ đều là số mệnh đã định, vậy nên phải quý trọng. Nếu không biết trân quý thì thật lãng phí một đời người. Cả đời Đại Sư Hư Vân cũng chỉ có một bộ quần áo, trời nóng thì cởi áo khoác, trời lạnh thì mặc vào. Cứ như vậy, ông đã vá đi vá lại và mặc chúng. Vị Trung Hoa Đệ Nhất Cao Tăng này không quan tâm đến sự sống và cái chết, cũng không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Đây chỉ có thể là ranh giới cao nhất của tu hành. Cho dù bị lính Tây chĩa súng vào mình, tâm ông vẫn không hề lay chuyển. Ông còn nói, nếu như ông được sắp đặt phải bỏ mạng tại đây, thì xin hãy cứ bắn. Thái độ thản nhiên như vậy thực sự khiến bọn lính sững sờ tại chỗ. Người đời công nhận rằng, ít người có thể sánh ngang với trình độ tu hành của Đại Sư Hư Vân. Vào một đợt cuối năm gió tuyết bao phủ dày đặc trên núi, Hư Vân Đại Sư bắt đầu nấu một nồi cơm và ngồi thiền bên cạnh bếp lửa. Cho đến khi năm mới, những ẩn sĩ gần đó đến chúc Tết Đại Sư Hư Vân, nhưng họ không tìm thấy ai. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, họ thấy rằng Đại Sư Hư Vân đang ngồi thiền và hỏi ông đã ăn cơm hay chưa. Đại Sư đáp rằng, cơm vẫn còn trong nồi, chắc đã chín rồi. Khi họ mở nắp nồi ra thì phát hiện cơm trong nồi đã đông cứng như đá. Đại Sư Hư Vân đã trải qua quá trình tu hành của mình trong một thời tiết đầy mưa gió và bão tuyết. Vào năm 1951, lúc đó Trung Quốc vừa được giải phóng. Thời cuộc còn loạn lạc, những cán bộ địa phương và dân quân đã bao vây chùa Vân Môn, bắt giam tất cả các nhà sư trong chùa và dùng thanh sắt đánh đập họ, buộc họ phải khai ra nơi cất giấu vàng bạc, châu báu trong chùa. Một số nhà sư già còn bị đánh đến mức gãy xương sườn. Đại Sư Hư Vân sau khi nhập thiền cũng bị đánh nhiều lần mà không hề hấn gì. Những tên cán bộ và dân quân cảm thấy kỳ quái, liền không dám đánh nữa. Cho đến khi sự việc này truyền ra ngoài, các nhà sư của chùa Đại Giám đã hợp nhất với các đồng môn từ khắp nơi trên thế giới để giải cứu Đại Sư Hư Vân. Trong mấy năm cuối ở chùa Vân Văn, Đại Sư vẫn giảng giới mỗi ngày. Năm 1959, Hư Vân Đại Sư cảm thấy vận mệnh của mình đã cạn, nên nói với tất cả đệ tử rằng ông rất biết ơn sự học tập Phật giáo của mọi người và sự tín nhiệm giao phó cho ông làm thị giả. Sau khi ông viên tịch, nhất định phải hỏa táng và rắc tro của ông xuống nước để hòa cùng với cá dưới nước. Hư Vân Đại Sư cũng phó thác họ phải tôn trọng Phật Pháp và luôn duy trì ý định học Phật giáo như lúc ban đầu. Đại Sư Hư Vân qua đời vào ngày 13 tháng 10 cùng năm. Trước khi mất, ông đã để lại một chữ giới trong di chúc, khiến mọi người phải suy nghĩ và học tập. Sau khi tổ chức tang lễ và cử hành trả tỳ, thu được hơn 100 viên xá lợi tinh khiết, đủ màu sắc, như minh chứng cho cuộc đời tu tập chứng ngộ, công hạnh diệu kỳ của Đại Sư. Hư Vân Đại Sư đã sống 120 năm trên đời, và cuộc đời của ông chứa đầy những huyền thoại, cho dù đó là trên đường tu luyện hay đối mặt với sự đau khổ của người dân. Tấm lòng từ bi chân thành của Đại Sư Hư Vân lại càng không gì sánh bằng. Những đóng góp mà ông đã làm trong cuộc đời này luôn được mọi người ghi nhớ mãi mãi. Nhà sư 60 năm ngủ ngồi trên ghế, từ không biết chữ thành một vị hòa thượng lỗi lạc. Đây là một hình ảnh quý giá của hòa thượng Quảng Khâm trước khi ông qua đời. Trong video,
ông ấy đang đi cùng hai nữ tu đến thăm những ngôi chùa đang xây dựng dở dang. Lúc bấy giờ, ông đã hơn 90 tuổi, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh. Vị lão hòa thượng đi phía trước hai người, bên dưới là một đoạn đường nhỏ đang thi công trải đầy đá sỏi, nhưng ông vẫn bước đi thật nhanh. Sư cô đưa tay ra ý muốn đỡ ông, nhưng lại bị ông từ chối. Suốt quãng đường, thỉnh thoảng ông dừng lại nhận xét một vài chỗ bằng chất giọng khàn khàn, nhưng vô cùng rõ ràng minh mẫn của mình. Vào thời điểm này, Quảng Thừa Nham đã được trang trí nhưng chưa đưa vào sử dụng. Vị sư già bước lên các bậc thang, từ từ bước vào chính điện. Hòa thượng Quảng Khâm tu hành cả đời, trải qua bao gian truân trên con đường tu tập. Mặc dù ông không biết chữ, cũng chưa từng đọc qua cuốn sách nào, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một nhà sư lỗi lạc. Ông từng tu hành ẩn dật ở núi Thanh Lương. Trong thời kỳ này, ông đã thuần hóa được một con hổ, nên người dân quanh khu vực này đã gọi ông là Phục Hổ Hòa Thượng. Ngoài ra, một thời gian sau, người ta còn gọi ông ấy là Thủy Quả Hòa Thượng, bởi ông không sống bằng cơm gạo, thức ăn như người bình thường, chỉ ăn trái cây. Khi ông nhập thất tu đạo, những con khỉ ở đây đã mang trái cây đến đặt trước cửa động như cúng dường. Kể từ đó, hành động của những con khỉ này đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Hòa Thượng Quảng Khâm từng nhập định trong hang động nhiều lần, lần dài nhất lên tới 4 tháng. Trong 60 năm, ông cũng chỉ ngủ ngồi trên ghế mỗi đêm. Hữu duyên với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Hòa Thượng Quảng Khâm sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Năm 4 tuổi, cha mẹ ruột vì không đủ sức nuôi dưỡng, đánh bán ông làm con nuôi trong một gia đình họ Lý. Mẹ nuôi của ông là người theo Phật giáo, nên thường dẫn theo con mình lên chùa cầu nguyện. Vì vậy ông ăn chay và tụng kinh từ nhỏ đến lớn. Lúc ông trưởng thành, cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời. Trong phút chốc, ông lại trở ngược lại thành cô nhi. Khi cho cốt họ còn chưa hết ấm, những người thân lại trực chờ tranh giành nhau gia tài do nhà họ Lý để lại, khiến ông cảm nhận được tính vô thường của cuộc đời. Ông quyết định đưa hết tất cả tài sản còn lại cho người thân và xuất gia đi tu tại chùa. Vì không biết chữ nên ông chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân và giữ chùa. Trong thời gian này, do phải làm quá nhiều công việc cực khổ, ông nản chí và có ý định rời khỏi chùa. Nhưng một vị hòa thượng cũng ở nơi đây khuyên ông đừng nản lòng, khổ tâm tu hành sẽ có ngày đạt được ý nguyện. Lúc cùng mọi người lên núi đốn củi, ông nói với những người đi cùng trực giác của mình. Ông cảm giác rằng chiếc xe tải chở củi sẽ lật ở dốc núi, nhưng mọi người không ai quan tâm. Đi được một quãng đường không xa, chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, rồi từ đó dẫn đến khâm phục. Họ tin rằng ông có duyên tu hành và nhạy cảm với những vấn đề tâm linh. Từ đó trở đi, ông không còn ý định hoàn tục, chỉ tập trung vào việc tụng kinh niệm Phật và làm những công việc tay chân nặng nhọc để nấu và phát cơm chay từ thiện. Ông chỉ ăn những thức ăn còn sót lại sau khi mọi người đã ăn xong, nhặt vài hạt cơm còn sót lại, nhưng ông không hề than phiền. Năm 42 tuổi, Hòa Thượng Quảng Khâm được sự cho phép của trụ trì mang theo hơn 10 ký gạo và một vài vật dụng đơn sơ để đến ở ẩn tại một hang động trong núi Thanh Lương và bắt đầu cuộc sống tu luyện hơn 10 năm. Vì ông ấy thiền mỗi ngày nên chẳng mấy chốc lương thực đã được sử dụng hết, ông phải sống bằng quả dại trong rừng. Ông trở thành người chỉ ăn trái cây tự nhiên. Sau này dù đã xuống núi trở về chùa, ông cũng chỉ sống bằng trái cây mỗi ngày. Do đó, ông còn có thanh hiệu là Thủy Quả Hòa Thượng. Vị hòa thượng từng phục hổ, đến khỉ cũng nguyện ý dâng đào. Núi Thanh Lương vốn là nơi mãnh hổ thường lui tới. Một hôm, có một con hổ vì nhìn thấy người trong hang động nên đã tìm đến. Nó đứng nhìn vị hòa thượng và ngoe ngoe cái đuôi dài như muốn cảnh báo ông nhanh chóng rời đi. Nhưng Hòa Thượng Quảng Khâm không hề sợ hãi. Ông nhẹ nhàng cất giọng nói, con hổ đừng tức giận. Ông muốn mượn nơi này để tu hành. Sau đó ông lại vì con hổ này mà bắt đầu thuyết tam quy y. Điều không ngờ là con hổ đột nhiên lại quay đầu ngoan ngoãn bỏ đi. Kể từ lần gặp mặt đó, con hổ thường xuyên dắt theo cả gia đình nó đến tập trung ở miệng hang như thể để bảo vệ vị hòa thượng này. Lại một hôm, Hòa Thượng Quảng Khâm cảm thấy rất đói. Ông nhìn thấy một đàn khỉ đang ăn trái cây dại, lại nghĩ đến đức hạnh của mình và thầm nói, liệu sự khác biệt của mình với những con khỉ này là gì nhỉ? Nếu chúng có thể ăn những quả này, thì mình cũng có thể. Thế là ông nhặt những quả dại này lên ăn. Những con khỉ nhìn thấy liền thả quả dại từ trên cây rơi xuống để nhà sư Quảng Khâm có thể nhặt chúng. Từ đó về sau, những chú khỉ này thường mang quả dại đến để ở cửa hang như muốn giúp đỡ ông có thể tập trung nhập thất và tu hành. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm đang tu hành ẩn dật ở núi Thanh Lương, thường hay nhập định. Một hôm, có một người tiểu phu lên núi đốn củi, nhìn thấy ông đang nhập định, vì tò mò nên bước đến gần và nhìn thấy có một vị hòa thượng dường như đã tắt thở. Người tiểu phu đã cố gắng kiểm tra nhiều lần nhưng không thấy nhịp tim hay mạch đập, nên lầm tưởng ông đã viên tịch.
Anh cố gắng chạy thật nhanh đến ngôi chùa gần đó và nói với đại sư Hoàng Nhất. Cả hai người nhanh chóng chạy đến hang. Khi đại sư Hoàng Nhất cùng Chuyển Trần Hòa Thượng chạy đến và nhìn thấy Quảng Khâm, đại sư biết rằng vị hòa thượng này đang nhập định, vì thế gõ ba tiếng khánh vào tai Quảng Khâm. Thế là ông ấy liền xuất định và hỏi lần này mình đã nhập định bao lâu rồi. Đại sư Hoàng Nhất nói rằng đã qua 4 tháng. Ông vô cùng ngưỡng mộ hòa thượng Quảng Khâm vì điều này. Tin hòa thượng Quảng Khâm nhập định lan truyền khắp nơi, khiến ai cũng tán thán. Lập chí ngủ ngồi. Nhà sư Quảng Khâm khi còn trẻ đã giữ trách nhiệm hương đăng và đánh bảng thức chúng tại chùa. Một lần ông vô tình ngủ quên, kết quả là tất cả các nhà sư trong chùa đều đến trễ 5 phút. Sai lầm lần này đã khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Và sau đó ông đã trực tiếp cúi đầu nhận lỗi với hàng trăm đồng đạo trước hội trường Thừa Thiên, từng người một. Ông cũng tự nguyện với lòng mình rằng mình sẽ không bao giờ ngủ quên nữa. Trong 60 năm tiếp theo của thời gian thực hành tu tập, ông đã hoàn toàn giữ đúng lời hứa đó. Kể từ khi lời hứa được đưa ra, mỗi đêm ông đều ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chứ không bao giờ nằm ngủ trên giường. Khi câu chuyện này được lan truyền, rất nhiều nhà sư khác ngưỡng mộ và muốn học theo ông, nhưng ít người có thể chịu được. 13 năm sau khi lão hòa thượng Quảng Khâm ẩn tu ở núi Thanh Lương, ông quay lại ngôi đền nhưng vẫn tiếp tục công việc bảo vệ thánh điện. Ông không cần phòng ngủ mà chỉ thiền trên một chiếc ghế. Sau đó một khoảng thời gian, hòm công đức ở thánh điện bị trộm. Tất cả các nhà sư đều khăng khăng nói rằng nhà sư Quảng Khâm đã làm điều đó và nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Họ chỉ trích rằng ông bế quan tu luyện 13 năm thật là vô ích. Nhưng bất kể mọi người có nói gì, ông cũng đều tỏ thái độ thờ ơ mà không hề phản bác lại. Một tuần trôi qua, hội đồng trong chùa thông báo lại cho mọi người rằng hòm công đức không bị mất. Đây chỉ là một tình huống để kiểm tra trình độ tu luyện của nhà sư Quảng Khâm. Hóa ra, ông đã đạt được thành tựu tịnh hóa tam nghiệp. Không một ai biết về sự kiểm tra này, nên họ chỉ vô tư chửi rủa mà không quan tâm đến sự thật đúng sai. Lão sư Quảng Khâm khi hơn 90 tuổi cho đến lúc trước khi qua đời, ông vẫn không cần biện hộ trong bất kỳ việc gì, càng không cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt. Cơ thể ông vẫn rất khỏe mạnh, cường tráng và nhanh nhẹn. Cho đến lúc 95 tuổi, ông dự đoán được thời gian mình sắp qua đời và thông báo với các đệ tử rằng mình sắp phải đi. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn định, ông trở lại Diệu Thông Tự, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Cho đến ngày 13 tháng 2 năm 1986, ông ngồi xếp bằng yên định, tinh thần chẳng chút dao động rồi dạy các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Sau đó, ông an nhiên theo tiếng niệm Phật ấy mà viên tịch. Trong suốt quãng đời 95 năm của mình, vì không biết chữ, ông hoàn toàn không để lại một tác phẩm nào. Sau khi ông mất, các đệ tử bắt đầu giới thiệu những tác phẩm do ông ghi âm để lại. Điều tuyệt vời hơn là khi Hòa Thượng Quảng Khâm qua đời, có một hình ảnh bông sen xuất hiện trên bầu trời, thậm chí có người còn chụp lại được hình ảnh này. Cả đời Quảng Khâm Hòa Thượng đã tiếp độ không biết bao nhiêu chúng sanh từ người đến thú, từ dương giới đến âm giới, từ hữu tình đến vô tình, và nhất là sự viên tịch vô cùng tự do tự tại của ông như một minh chứng hùng hồn nhất về sự kỳ diệu của Phật Pháp cũng như về khả năng thành tựu sự giải thoát, đạt đạo của những bậc chân tu, thật hành. Nhà sư thọ 122 tuổi. 6 năm sau khi qua đời, tóc của ông vẫn tiếp tục dài ra và trở thành một kim cương bất hoại. Đây là những hình ảnh quý giá của lão hòa thượng Hải Hiền trước khi qua đời. Lúc này, ông đã thọ được 112 tuổi, nhưng vẫn cầm cuốc mỗi ngày để làm việc đồng áng. Mặc dù ông ấy di chuyển và hành động có vẻ chậm rãi, nhưng tất cả những công việc của nhà nông vẫn không làm khó được ông. Vị bách niên lão sư này không bao giờ cần đến sự chăm sóc của người khác. Cuộc sống chỉ cần tự cung tự cấp. Cuộc đời ông chỉ quanh quẩn trong những công việc tụng kinh niệm Phật, khai khẩn đất hoang và trồng trọt. Cả đời chỉ biết bốn chữ A-di-đà Phật. Nhưng cách ông nói chuyện hóm hình luôn gây bất ngờ cho người nghe bởi sự giác ngộ của mình. Suốt đời lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chỉ một câu A-di-đà Phật, ông đã niệm suốt 92 năm. Cho đến năm ông 112 tuổi, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn có thể tự may vá bằng kim chỉ, vẫn có thể trèo cây hái quả. Ông còn có thể dự đoán được thời điểm mình viên tịch và yêu cầu những đệ tử chôn cất mình ở vùng đất phía sau chùa sau khi ông qua đời. Đến tận 6 năm sau khi ông mất, người ta vẫn thấy tóc ông có thể mọc, những mạch máu vẫn còn rõ ràng trong cơ thể bất hoại. Năm 1900, lão Hòa Thượng Hải Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở thời kỳ khó khăn, khi người dân đang trong tình trạng khốn cùng này, thì việc lấp đầy được cái bụng đói của mình cũng là một điều may mắn, nên việc tiếp cận với sách vở cũng trở nên xa xỉ.
mẹ của ông là một đệ tử Phật giáo Kiền Thành, và dưới ảnh hưởng của mẹ, tuổi thơ tăm tối khó nhọc của Hòa Thượng Hải Hiền cũng xem như có một tia sáng. Khi lên 20 tuổi, không may cha của ông đã qua đời, và từ đó chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng một ngày, chàng trai đột ngột thông báo với mẹ mình rằng mình sắp xuất gia. Người mẹ khi nghe tin này thì vui buồn lẫn lộn, bởi bà không muốn xa con. Nhưng khi nghĩ đến việc con mình đã có duyên với Phật, người mẹ rất hoan hỉ, đồng ý với mong muốn này của ông. Lúc này, Hải Hiền vội vã từ biệt mẹ, khăn gói đi đến thiền tự Vân Đài ở núi Đồng Bách, xin được xuất gia và bắt đầu con đường tu tập của mình. Hàng ngày, Hòa Thượng Hải Hiền phải làm những công việc nặng nhọc trong chùa, nhưng ông không bao giờ nản chí. Từ khi xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ của Hòa Thượng Hải Hiền là lão Hòa Thượng Truyền Giới, lại chưa bao giờ dạy ông đả tỏa tham thiền, cũng không hề dạy ông thuyết pháp, mà chỉ yêu cầu ông học hỏi từ thực tế. Sau đó, ông chuyển cho 6 chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật, và dặn ông niệm mỗi ngày. Chính vì một câu A Di Đà đơn giản này đã trở thành mục tiêu tu hành để lão Hòa Thượng Hải Hiền tu luyện cả đời. Sau khi được sư phụ chuyển dạy, trong 92 năm tu hành, ông đã đọc câu A Di Đà này bất kể ngày đêm, dù đang nghỉ ngơi hay đang làm việc. Ông đã thành tâm cầu nguyện với Đức Phật. Năm 1966, những tu viện lớn nhỏ đều bị chiếm đóng, các nhà sư buộc phải hoàn tục và lao động kiếm sống khắp nơi. Trước tình hình này, lão Hòa Thượng Hải Hiền vẫn không buồn rầu hay chán nản. Ông buộc phải trở về quê nhà để làm việc. Nhưng cho dù ông đã rời khỏi chùa, trái tim ông vẫn một lòng hướng Phật. Ông ấy đã nói, cuộc sống là tất cả những gì chúng ta thực hành. Tuy ông phải về quê làm việc kiếm sống, nhưng vẫn thực hành Phật Pháp trong tâm. Lúc nào ông cũng niệm Phật và không bao giờ quên rằng mình là một nhà sư. Ông chỉ mong một ngày có thể quay trở lại ngôi chùa mà mình đã từng tu hành. Năm 1979, lão Hòa Thượng Hải Hiền cuối cùng đã nhận được một tin tốt lành là ông đã có thể quay lại chốn cũ. Lần này, ông quyết định sẽ gánh vác trọng trách trùng tu lại tu viện. Lúc ấy, ông đã tự mình làm tất cả, từ đào hố đến di chuyển gạch để lấp đầy những cái hố đó. Trong thời gian này, ông ấy đã đi nhiều đến mức rất nhiều đôi giày phải bỏ đi vì bị mòn đế. Không lâu sau, theo lời mời của đông đảo tín đồ, lão Hòa Thượng Hải Hiền đã đến đền Rinpoche và chủ trì việc xây dựng tại đây. Mặc dù Rinpoche chỉ là một ngôi đền nhỏ ở nông thôn, nhưng nó đã có một lịch sử lâu đời, vị trí tuyệt vời với môi trường hoàn toàn tĩnh lặng, rất thích hợp cho việc tu hành. Trong khoảng thời gian sau này, giữa lão Hòa Thượng Hải Hiền và chùa Lai Phật có một mối liên hệ không thể tách rời. Sau khi bị chiếm đóng, chùa Lai Phật đã bị phá hủy và các tu sĩ cũng lần lượt ra đi. Mặt sân lúc này tràn ngập cỏ dại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để có thể hồi sinh ngôi chùa cũ này. Cuối cùng, bằng chính đôi bàn tay của mình và sự ủng hộ, hỗ trợ của vô số tín đồ, chùa Lai Phật đã khôi phục lại diện mạo ban đầu và ông cũng bắt đầu chuyển đến chùa để sống. Mặc dù là một nhà sư, nhưng mọi người lại thấy ông giống một lão nông dân hơn. Lúc này, chùa chiền ở nơi hẻo lánh nên trong chùa không có thức ăn. Ông ấy đã tự mình cày ruộng. Đến mùa gặt, ông luôn mang những gánh lúa nặng trĩu gửi đến một số ngôi làng lân cận để phân phát cho người nghèo. Người dân địa phương rất cảm động về điều này và luôn tôn trọng ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã sống ở chùa Lai Phật qua nhiều thập kỷ. Cuộc sống của ông rất đơn giản và đạm bạc. Khi chiếc áo cũ đã sờn rách, ông tự mình dùng kim chỉ vá lại chứ không nỡ vứt bỏ. Ông sống và lao động không ngừng nghỉ cho đến lúc 112 tuổi. Mỗi ngày ông có thể làm tất cả công việc nặng nhọc như làm cỏ, xới đất, chẻ củi, có khi là lên núi hái những quả hồng chín mọng, tặng chúng cho mọi người xung quanh chùa. Những việc này rất hiếm khi thấy một người già nào đã hơn 100 tuổi còn có thể làm được. Lúc ông 112 tuổi, trong một lần đến chùa Viên Minh, thấy cành cây si rũ xuống quá thấp, ông đã cầm rìu và cưa trèo lên cây để cắt tỉa chúng. Vào một ngày trong tiết trung thu năm 2012, khi lão Hòa Thượng Hải Hiền đang bổ củi, thì có một nhà sư bên ngoài xin ông giảng pháp. Ông đã từ tốn nói rằng mình không có gì để giảng dạy, chỉ cần thật tâm tu hành sẽ không có gì khó khăn. Chỉ sợ trái tim mình nản chí mà thay đổi. Chỉ cần một vài câu của ông đã khiến đám đông bên ngoài thán phục
Một lần khác, có một người thợ điện đến chùa lai Phật để thu tiền điện. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vô tình nói rằng tiền điện tháng này cao hơn tháng trước rất nhiều. Sau khi người thợ điện nghe nói, không biết vì hiểu lầm hay vì cớ gì, ông ta đã thẳng tay tát vị lão hòa thượng hai cái. Nhưng hành động sau đó của Hòa Thượng Hải Hiền mới làm người ta nể phục. Ông vẫn thản nhiên làm việc và thanh toán hóa đơn điện. Sau khi tên thợ điện rời đi, một số người dân muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng ông đã nói với họ rằng: "Hãy quên chuyện đó đi, anh ta đánh tôi chỉ như củ lét, có khạc nhổ vào mặt tôi cũng chỉ như là rửa mặt. Chúng ta là tu sĩ, hãy luôn rộng lượng, luôn nhớ rằng người nhân từ sẽ được bình an." Đến tháng 1 năm 2013, lão Hòa Thượng Hải Hiền có dự cảm rằng thời gian của mình không còn nhiều. Ông nói với các môn đệ rằng mình sắp phải đi, nhưng không một ai tin vào điều đó. Họ nghĩ rằng ông chỉ vô tình nói đến điều này, vì đến tối hôm qua ông vẫn còn làm việc ngoài đồng. Nhưng bất ngờ vào ngày 17 tháng 1, lão Hòa Thượng Hải Hiền, thân không đau bệnh, đã an tường thị tịch. Sau đó, những đệ tử đã làm theo lời ông và an táng ông trong một chiếc chum lớn. Sau 6 năm lẻ 100 ngày sau, khi mở nắp chum, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Đầu tóc, mạch máu hay lỗ chân lông của ông vẫn nguyên vẹn như một viên kim cương bất hoại. Điều này không có gì bất ngờ, rất phù hợp với tấm lòng thanh tịnh và trong sạch của ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu: A-di-đà Phật. Dạy ngài phải luôn niệm: "Ngài lão thật, nghe lời, thật làm." Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ: "Thiện thủy, thiện chung," chúng ta đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Người đã có thể thiện thủy, lại còn có thể thiện chung không nhiều, không ngờ chúng ta nhìn thấy ở ông. Cuộc đời Đại sư Tinh Vân, Phật quang nhiều lần xuất hiện khi người thuyết pháp. Một triết gia từng nói, nếu một người cười khi anh ta chết, trong khi những người khác đang khóc, thì đây chính là một sự viên mãn cả đời người. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là buổi chiều của ngày rằm tháng Giêng âm lịch năm Quý Mão, vị cao tăng Tinh Vân đã viên tịch. Đây là vị tổ sáng lập Phật Quang Sơn ở Đài Loan và là người sáng lập Hiệp hội Phật Quang Quốc tế. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình dùng văn hóa để quảng bá Phật giáo và dùng đức hạnh để cảm hóa thế nhân. Khi Đại sư Tinh Vân qua đời, trên khuôn mặt ông vẫn nở một nụ cười thanh thản. Nhưng các tín đồ và người dân ở cả hai bờ eo biển đều đang khóc thương ông. Hồng Tú Trụ và những người nổi tiếng khác thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan, cũng như Văn phòng Sự vụ Trung ương Đài Loan, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Có thể thấy rằng cuộc đời 96 năm của ông ấy đã viên mãn. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống lắng nghe đôi điều về cuộc đời huyền thoại của vị đại sư này. Vào tháng 8 năm 1927, Đại sư Tinh Vân sinh ra ở Giang Tô, tục danh là Lý Quốc Thâm, pháp hiệu là Ngô Triệt. Đại sư Tinh Vân có mối liên hệ sâu sắc với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Theo lời những người lúc đó kể lại rằng, lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng, mặt của ông ấy một nửa đỏ bừng, một nửa trắng bệch, mãi đến hơn 2 tuổi mới bình thường trở lại. Chịu ảnh hưởng của bà ngoại, tin vào đạo Phật, ông đã ăn chay trường từ 5 năm tuổi. Sau khi chiến tranh xâm lược Trung Quốc nổ ra năm 1937, cha ông ấy đang mưu sinh ở Nam Kinh. Sau vụ thảm sát ở Nam Kinh, sống chết không thể lường trước, hai mẹ con trên đường đi tìm kiếm. Đại sư Tinh Vân lúc này vẫn còn rất trẻ, đã nhìn thấy binh lính và xác chết khắp thành đô. Khi đi ngang qua núi Thê Hà, ông bỗng nhiên dừng lại nhìn trầm ngâm. Tình cờ lúc đó có một nhà sư ở núi Thê Hà, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Đại sư Tinh Vân có duyên với Phật giáo, liền hỏi ông ấy: "Cậu bé, con có muốn xuất gia không?" Trong mắt ông bỗng lét lên rực rỡ, và Đại sư Tinh Vân đã ngay lập tức đồng ý lời đề nghị này, không hề suy nghĩ. Vào tháng 2 năm 1939, Đại sư Tinh Vân lúc này mới 12 tuổi, xuất gia tại chùa Thê Hà ở Nam Kinh. Ông ấy tôn sư Chí Khai làm thầy và thọ giới đầy đủ trước mặt tất cả các nhà sư. Sư phụ sợ ông còn nhỏ, không chịu nổi khảo nghiệm, không thể một lòng hướng Phật, nên xin sư thầy thắp hương làm cho vết sẹo lớn hơn một chút, mong đợi ông ấy sau này có được những thành tựu trong Phật giáo. Vị thầy dùng lực thổi mạnh, điều kỳ lạ đã xảy ra. Hộp sọ của Đại sư Tinh Vân đột nhiên lõm xuống.
mọi người có mặt lúc đó vô cùng bất ngờ. Sau đó đại sư Tinh Vân gần như mất trí nhớ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể lĩnh hội Phật Pháp và trở thành một cậu bé ngốc nghếch. Sư phụ nói với ông rằng thờ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát có thể gia tăng trí tuệ và được ban phước. Thật không ngờ, 2 tháng sau, đại sư Tinh Vân đột nhiên bước vào một cảnh giới chưa từng có. Khi ông đọc kinh Phật, cũng giống như quan sát bản đồ tinh vân trong vũ trụ bao la, cảm thấy tự do, không bị gò bó về thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, lấy danh hiệu là Tinh Vân. Cảnh giới của đại sư Tinh Vân rốt cuộc uyên thâm đến bao nhiêu? Người ta nói rằng đại sư Tinh Vân đang thuyết pháp. Gần 1.000 đệ tử và cư sĩ có mặt đã nhìn thấy một ánh sáng vàng của Đức Phật xuất hiện xung quanh ông. Có thể nói rằng đại sư Tinh Vân là một nhà sư lỗi lạc thực sự đến từ Trung Hoa Dân Quốc và đã đi từ Trung Quốc ra thế giới. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy đã hoàn toàn từ bỏ những thứ như sự sống và cái chết, giành lợi và những ham muốn mà thế giới không thể hiểu được. Thời nhỏ nhà nghèo, cơm ba bữa không đủ ăn, trốn chạy lưu lạc trong chiến loạn, ông đã nếm trải súng đạn cả đời. Năm 1949, đại sư Tinh Vân nhận lệnh của đại sư Chí Dũng. Ông dẫn đầu một đội giải cứu nhà sư vượt biển đến Đài Loan để hoằng dương Phật Pháp. Nhưng ngay sau khi đến Đài Loan, đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã bị quy kết là gián điệp, bị bắt bỏ tù. 2-3 ngày sau, dưới sự giải cứu của vợ tướng quân Tôn Lập Nhân, bà Trương Thanh Dương và những người khác, đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã giành được tự do. Tuy nhiên, sự cố này đã không khiến ông nản chí quay về. Ông chọn ở lại Đài Loan để hoàn thành sự phó thác ban đầu, dựa vào ngòi bút để tiếp tục sứ mệnh của mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đại sư Tinh Vân đã đóng góp các bài viết cho các tờ báo truyền thông khác nhau, lấy lời văn để tuyên dương Phật giáo. Kết quả là ông đã vô tình mở ra một con đường hoằng dương Phật Pháp tại nơi này thông qua văn hóa. Điều này khiến đại sư Tinh Vân cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. Năm 1964, ông thành lập Học viện Phật giáo Thọ Sơn tại chùa Thọ Sơn Cao Hùng. 3 năm sau đó, ông dẫn các đệ tử đến thị trấn Đại Thụ, huyện Cao Hùng. Lúc này vẫn còn một vùng đất đồi núi cằn cỗi, cỏ dại mọc um tùm, giao thông đi lại bất tiện. Muốn xây học viện cần phải dựa vào chính sức người, rời đá chuyển đất, rời núi lấp mương. Nhưng ông không vì thế mà chán nản bỏ cuộc. Thầy trò đại sư Tinh Vân sau 10 năm đã hoàn thành mọi thứ. Phật Quang Sơn được thành lập, nổi tiếng khắp thế giới, và giáo dục Phật giáo ở Đài Loan đã tiếp diễn kể từ đó. Trong vài thập kỷ qua, đại sư Tinh Vân đã tổ chức và thành lập nhiều cơ sở giáo dục phúc lợi công cộng tại nhiều vùng khác nhau ở Đài Loan, bao gồm hơn 50 trường đại học, trường trung học cơ sở và trường mẫu giáo. Ngoài ra, ông còn thành lập nhật báo đầu tiên của Phật giáo, được gọi là Báo Phước Lành, trong đó có gần 20 triệu từ chuyên khảo về Phật giáo. Các tác phẩm này cũng đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, về sau được lưu hành bằng hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Tại tang lễ, cơ thể của ông được đặt trong một tòa tháp màu trắng hình trụ. Sau 7 ngày, thi hải của ông sẽ được mang đi hỏa táng và an táng vĩnh viễn tại vườn trường thọ của Phật Quang Sơn. Theo ghi chép của Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cơ thể cũng được hỏa táng trong một ngày. Sau này phát triển thành 7 ngày để tín đồ và những đệ tử Phật gia có thêm thời gian kính viếng. Trước khi qua đời, ông đã để lại cho nhân gian 3 điều vĩ đại về sự viên mãn của sinh tử có liên quan đến giàu và nghèo. Về vấn đề giàu nghèo, những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của con người hiện đại, mọi khoản chi tiêu đều giống như một ngọn roi sau lưng, thúc đẩy con người chạy theo đồng tiền. Người nghèo muốn giàu, người giàu muốn giàu hơn nữa. Vì vậy đã sản sinh ra các loại ham muốn. Đại sư Tinh Vân từng nói, ai là người giàu nhất thế giới? Trong Kinh Ca Ngợi Hành Động của Đức Phật có nói rằng, nếu bạn giàu mà không hài lòng, bạn cũng cho là nghèo khổ. Nghèo mà bằng lòng thì là giàu nhất. Nghèo hay giàu là do mình có biết bằng lòng không, có tìm được cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng trong nghiệp chướng hiện tại hay không. Không ham xa hoa mà có đại trí ở đời, điều này quan trọng hơn tiền, nên nghèo mà không nghèo, nghèo mà giàu. Bản thân đại sư Tinh Vân đã làm được. Suốt đời ông kiên trì cẩn kiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không có ngói trên mái nhà, không có khoảng trống trên mặt đất. Trí tuệ vĩ đại thực sự là lấy cái không làm cái có và lấy cái không làm niềm vui. Dục vọng
là nỗi khổ của cuộc sống, còn sinh lão bệnh tử là nỗi bất lực lớn nhất của đời người. Về sự sống và cái chết, ông từng nói: "Điều tôi không sợ nhất là cái chết. Cái chết không đáng sợ, bởi vì tinh thần con người không thể chết. Vòng đời không phải là sinh lão bệnh tử, mà là già, bệnh, chết và sinh." Câu trích dẫn này cũng là một bản tóm tắt về cuộc đời của chính ông. Không chỉ trong những năm đầu chiến tranh, ông đã trải qua những kiếp nạn. Ông đã đi đi lại lại nhiều lần trên bờ vực của cái chết. Trong những năm cuối đời, Đại sư Tinh Vân cũng bị bệnh tật. Đôi chân của ông đi lại khó khăn, kèm theo 3 căn bệnh mãn tính. Năm 2016, do bị tai biến mạch máu não, nên sức khỏe của ông liên tục sa sút, chỉ có thể dựa vào phương pháp chạy thận để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, ông tin rằng vũ trụ, tự nhiên và cuộc sống đều có hình tròn, không có điểm đầu và điểm cuối. Ngọn lửa cuộc sống của mỗi người đều là vô tận. Và bây giờ, ông ấy cuối cùng đã hoàn thành cuộc sống của mình một cách thành công. Với ông, viên mãn là có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng niềm tin này không thể trói buộc được lòng người, nếu không sẽ trở thành bệnh tật. Để được giải thoát, cũng giống như học Phật, thực ra là học từ chính mình và hoàn thiện chính mình. Thiền gia có khả năng tự quan sát tuyệt đối và có thể nhìn thế giới khác với người bình thường. Cái gọi là tự tu, tự ngộ, tự lực cánh sinh, đây là ví dụ của một thiền sư. Đại sư Tinh Vân muốn nhắc nhở thế gian rằng tất cả chúng sinh trên thế giới đều có thể thành Phật. Học Phật không cần phải xuất gia. Những việc làm tốt và tinh thần của Đại sư Tinh Vân sẽ sống mãi như lời ông nói. Trong tâm nguyện cuối cùng của Đại sư, ông cũng nói rằng mong ước lớn nhất của ông là hòa bình xuyên eo biển, bởi cội nguồn của ông chính là cống hiến cho đất nước. Đại sư đã phá bỏ tam giới, cứu giúp 108 em bé La Hán sinh ra trong chùa. Tôi nghĩ điều cấm kỵ lớn nhất trong Phật giáo chúng ta là thấy chết không cứu. Với suy nghĩ này, một vị đại sư tại chùa La Hán đã phá giới cho những người phụ nữ có thai vào chùa trú ẩn và sinh con tại đây. Hơn nữa còn hầm thịt để những sản phụ này bồi bổ. Những việc này đã phạm vào giới luật, nhưng những nhà sư này lại được mọi người tôn kính gọi là các vị Phật sống đương thời. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất kinh hoàng chưa từng có đã nhanh chóng quét qua toàn bộ huyện Vân Xuyên. Thời điểm này là lúc học sinh đang đến trường và những gia đình đang quây quần dùng bữa. Một người may mắn sống sót trong thảm họa đã kể lại rằng vào lúc đó mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi nứt ra. Những bức tường đổ nát bên cạnh vực sâu đầy vết nứt. Toàn bộ khu vực xảy ra thảm họa tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng vô tận. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, nhiều gia đình đã bị chôn vùi dưới những ngôi nhà đổ sập. Việc tái thiết lập lại Vân Xuyên giờ đây đã thắp lên hy vọng của rất nhiều người. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật không thể tin được. Nơi địa ngục trần gian trước đây đã trở thành một huyện Vân Xuyên tràn đầy sức sống và đang tiếp tục được xây dựng lại. Những người dân nơi đây đã tìm thấy niềm tin và hy vọng trong từng thay đổi nhỏ. Và mỗi khoảnh khắc cảm động trong trận động đất thảm họa này vẫn còn tồn tại trong trái tim của họ. Vào thời điểm trận động đất này xảy ra, thì cách tâm chấn khoảng 40 km, có hơn 30 sản phụ đang ở trong một bệnh viện đã bị phá hủy thành đống đổ nát. May mắn là những nhân viên y tế đã nhanh chóng chuyển những sản phụ này ra ngoài trước nên họ mới bình an vô sự. Tuy nhiên tình hình cũng rất không khả quan bởi trận động đất chưa từng có này đã săn bằng nhiều tòa nhà. Rất nhiều nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và các nhân viên cũng không thể giúp những sản phụ này sinh con trong hoàn cảnh sơ sài và không có một nơi an toàn nào có thể đáp ứng điều kiện của họ. Vì việc sinh nở tại thời điểm này là rất nguy hiểm. Vì vậy nhân viên y tế quyết định đưa những sản phụ đến một trường học, nhưng nơi này cũng có nguy cơ sụp đổ. Họ không thể ở lại đây quá lâu, những sản phụ này không thể cố chịu đựng thêm nữa. Một người phụ nữ thai vì quá to không thể sinh thường đã mất tại nơi trú ẩn này. Vị bác sĩ trưởng khoa không còn cách nào khác, đành phải một mình đi khắp nơi để tìm nơi trú ẩn khẩn cấp cho sản phụ. Trong lúc loay hoay tìm kiếm, ông đã tìm thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi khi phát hiện ra ngôi chùa trước mặt. Khi động đất xảy ra, ngôi chùa La Hán này cũng không thoát khỏi thiên tai. Những căn phòng của nhà sư trong chùa bị rung chuyển từng đợt. Tất cả xà nhà và cột đều bị rung chuyển, thậm chí đến ngói trên mái nhà cũng bị lật tung, khiến những căn phòng đều trở thành một đống đổ nát. Tuy nhiên trong đền thờ vẫn còn một không gian rộng, không hề bị tác động lớn bởi trận động đất. Đây có thể là nơi trú ngụ an toàn cho tất cả mọi người. Vì vậy, bác sĩ trưởng khoa đành phải đề nghị mọi người trước tiên hãy chuyển đến đây.
nhưng chùa La Hán là một ngôi chùa linh thiêng, có kỷ luật nghiêm ngặt. Những thứ liên quan đến máu không được xuất hiện trong chùa để tránh hàn khí. Hơn nữa, theo tín ngưỡng của những nhà sư suốt bao năm qua là cần phải duy trì sự tôn kính và khoảng cách với phụ nữ. Liệu ngôi chùa này có đồng ý cho họ chuyển những sản phụ đến đây hay không? Viện trưởng và các nhân viên y tế rất lo lắng, nhưng lúc đó họ không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, viện trưởng đã tìm đến vị trụ trì của chùa La Hán, xin tạm thời chuyển những sản phụ sắp chuyển dạ này đến đây. Và ông không ngờ rằng vị trụ trì đã lập tức đồng ý với lời đề nghị này của ông. Ý kiến tạm thời đưa những người phụ nữ mang thai này vào chùa La Hán đã được thực hiện nhanh chóng và mang đến cơ hội lớn để cứu sống tính mạng của họ. Trong thời khắc nguy cấp này, Tô Quân Sư Phụ đã bất chấp sự phản đối của nhiều nhà sư trong chùa để cứu giúp những người khổ nạn này. Hành động của ông đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Vào những ngày ấy, bầu trời cũng đổ mưa tầm tã, như thể ông trời cũng đang khóc cho những sinh linh đã mất. Bầu trời chìm trong một tăm tối do sự xuất hiện dày đặc của những đám mây đen. Khung cảnh nặng nề đến mức mọi người có cảm giác như những đám mây kia sắp rơi xuống lấp đầy cả thế giới. Bất chấp giới luật và sự cản trở của các nhà sư khác, Tô Quân Sư Phụ đã mở rộng cửa chùa để thu nhận tất cả những người tị nạn một cách vô điều kiện. Trong tình thế trước mắt, ông đã gạt bỏ mọi nghi hoặc, bàn tán của mọi người, mà chỉ một lòng nghĩ đến điều tồi tệ của quốc nạn mà cứu người. Bởi Tô Quân Sư Phụ nghĩ rằng điều cấm kỵ lớn nhất của Phật giáo chúng ta là từ chối cứu độ. Để đảm bảo rằng các người dân tị nạn có thể an toàn trú ẩn trong chùa La Hán, ông đã kêu mọi người lấy ra tất cả các vật dụng trong chùa có thể sử dụng được để phục vụ cho quá trình cứu hộ. Ngôi chùa linh thiêng và yên tĩnh này đã trở thành một trại tị nạn cho tất cả những người dân cần giúp đỡ. Ngay cả những tấm ván gỗ được sử dụng để trùng tu cho chùa La Hán cũng được chuyển đến cho những nạn nhân này làm ván trải giường để nằm. Sau khi động đất xảy ra, tình trạng những người phụ nữ mang thai sắp sinh trở nên đáng lo ngại nhất cho mọi người. Như hiểu được khó khăn này, Tô Quân Sư Phụ đã dành một phòng thiền trong chùa để dành chỗ cho những người phụ nữ mang thai nghỉ ngơi. Những người tị nạn sau khi ổn định tinh thần, họ không còn nơi nào để về ngoại trừ ngôi chùa La Hán này. Nhưng chưa được bao lâu thì người nhà của một sản phụ chạy đến kêu cứu. Sau khi được bác sĩ thăm khám, họ phát hiện sản phụ này đã vỡ ối nhưng lại không sinh được. Nếu không có nơi an toàn để sinh nở thì rất dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy các nhà sư trong chùa La Hán chỉ còn cách lắp ráp những chiếc bàn của họ lại với nhau và sau đó dùng một lớp khăn đã được khử trùng bằng cồn để che lại, nhằm xây dựng một phòng sinh tạm thời. Tuy vậy không gian vẫn không đủ và họ chỉ còn vài phòng. Trước tình thế khó khăn này, Tô Quân Sư Phụ đã dỡ bỏ một lều che mưa cho tượng Phật và sử dụng nó cho những sản phụ sắp sinh. Đây là một việc hệ trọng trong mắt nhiều nhà sư, nhưng Tô Quân Sư Phụ không hề đắn đo suy nghĩ. Ông chỉ nói bốn từ là chăm sóc người sống. Vì trận động đất, tất cả các đường dây điện đều bị hỏng. Thêm việc thời tiết rất u ám, nên họ đã lấy hết đèn pin và dùng chúng làm đèn phẫu thuật tạm thời. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 5, đứa con đầu lòng của chùa La Hán đã cất tiếng khóc chào đời. Để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này, mẹ cậu bé đã đặt cho cậu cái tên La Hán. Ngày càng có nhiều người phụ nữ mang thai đến sinh con ở trong chùa, và ngôi chùa La Hán bỗng dưng trở thành nơi mang lại sự sống mới cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, những nhà sư tại đây cũng phải đối mặt với rất nhiều phiền toái, bởi phụ nữ mang thai vừa mới sinh con cần nhiều dinh dưỡng hơn để nuôi đứa trẻ. Trong tình hình hiện tại, họ không có nguồn cung cấp dinh dưỡng nào ngoài thịt. Do ăn chay đã lâu nên khi ngửi thấy mùi thịt khiến nhiều nhà sư nôn ngay tại chỗ. Nhưng chỉ có Tô Quân Sư Phụ kiên trì vào bếp và cố gắng hết sức chịu đựng tất cả. Kỳ diệu thay, trong quãng thời gian khó khăn này, tại chùa La Hán đã có đúng 108 đứa trẻ đã ra đời, tương ứng với 108 vị La Hán trên các bức bích họa trong chùa. Tất cả đều được mọi người trìu mến gọi là những tiểu La Hán. Trận động đất ở Vấn Xuyên 15 năm trước, một nhà sư đã phá bỏ cả ba điều cấm kỵ của Phật giáo và cho phép 108 tiểu La Hán chào đời an toàn trong chùa. Thậm chí còn hầm thịt tại thánh địa linh thiêng này để bồi bổ cho những sản phụ mới sinh. Nhưng tất cả nhà sư nơi đây đều được mọi người xem là Phật sống đương thời. 3 năm sau, 108 tiểu La Hán đã tập trung tại ngôi chùa La Hán để cảm ơn lòng từ bi của sư phụ Tô Quân cùng tất cả mọi người. Mỗi một người mẹ đã giặt sạch chiếc khăn bông đã dùng bọc những tiểu La Hán và lấy một mảnh khâu thành một chiếc áo choàng để tặng nó cho sư phụ Tô Quân. Ông ấy mang theo áo choàng giống như mang theo lòng biết ơn vô hạn của những người mẹ này trao gửi đến ông. Sau trận động đất ở Vấn Xuyên,
nhiều nguồn lực bên ngoài đã giang tay giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Công việc tái thiết lập sau đó diễn ra suôn sẻ. Những nạn nhân trú ẩn ở chùa La Hán lần lượt được chuyển đi và ngôi chùa này cũng đã được khôi phục lại. Một số người giàu có muốn quyên góp tiền cho chùa La Hán, nhưng họ đều bị Tô Quân sư phụ từ chối với lý do rằng số tiền này cần thiết cho việc tái thiết địa phương hơn. Việc cứu 108 đứa trẻ trong thảm họa của Tô Quân sư phụ đã lan truyền rộng rãi khắp nơi. Và vì cứu người, ông đã phá vỡ tam giới trong chùa, khiến bản thân bị một số nhà sư nổi tiếng tố cáo. Tuy nhiên, khi các phương tiện truyền thông đến phỏng vấn và thấy ông mặc chiếc áo choàng được những người mẹ tỉ mỉ kết lại từ mảnh chăn bọc những vị tiểu La Hán, họ đã hiểu ra rằng điều cấm kỵ nhất của Phật giáo không phải là ba giới luật kia, mà chính là bàng quang trước nỗi đau của người khác trong lúc nguy khốn. Đêm trước ngày 12 tháng 5 năm 2021, một bộ phim chuyển thể từ câu chuyện xảy ra tại chùa La Hán trong trận động đất ở Vân Xuyên đã được công chiếu. Tuy nhiên, vai Tô Quân từ đầu đến cuối lại không xuất hiện trong phim, bởi ông hành thiện không mong được báo đáp. Giờ đây, các tiểu La Hán mỗi năm đều trở lại ngôi chùa này để tưởng nhớ đến vị Phật sống Tô Quân. Và ông cũng cảm thấy rất may mắn khi được nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ này lớn lên khỏe mạnh. Những đứa trẻ này được sinh ra trong tình yêu thương bao la và chúng sẽ truyền lại tình yêu thương này cho mọi người. Điều gì khiến Đại sư Hoàng Nhất chọn tu khổ hạnh sau 7 ngày gặp Ấn Quang Đại sư? Vào gần 100 năm trước, Hoàng Nhất Đại sư đã có một chuyến du hành đến núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang để viếng thăm Ấn Quang Đại sư, người được xem là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cùng đó thực hiện mục đích của mình là muốn bái ngài làm sư phụ. Tuy nhiên sau khi ở đó, cùng tu hành với ngài trong 7 ngày, Hoàng Nhất Đại sư lại trở về. Và từ lúc đó, ông như biến thành một con người khác. Ấn Quang Đại sư rốt cuộc đã nói với ông những gì? Vì sao ông lại có thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình như vậy? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Câu duyên biết đến Đại sư Ấn Quang. Nói về Ấn Quang Đại sư, ông nổi tiếng cả đời là một người trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước. Đồ phục dụng tốt đẹp cùng thức ăn ngon quý người đem đến dâng, nếu không từ khước được cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác, hoàn toàn không màng hư danh, sống đời sống đạm bạc để trở thành một tấm gương sáng trong việc tu hành. Và ông được tôn là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. May mắn là Hoàng Nhất đã nhiều lần nhận được thư phúc đáp của Ấn Quang Đại sư trước khi đến gặp ngài đảnh lễ tại núi Phổ Đà. Từ rất lâu, hai vị đại sư đã cùng trao đổi thư từ với nhau và hầu hết nội dung các bức thư của họ đều xoay quanh việc thực hành tu tập. Mỗi khi Hoàng Nhất cảm thấy bối rối, không thông về một vấn đề nào đó, ông sẽ viết thư với mong muốn nhận được lời khuyên từ Ấn Quang Đại sư. Trước khi đến núi Phổ Đà, Hoàng Nhất đã xóa sạch những kinh thư do chính mình đã viết, và thậm chí trong một bức thư trước đó, ông còn nhờ Ấn Quang Đại sư dạy mình cách viết kinh. Mỗi lần Ấn Quang Đại sư nhận được thư từ Hoàng Nhất đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Điều này khiến cho ông ngày càng cảm thấy Ấn Quang Đại sư là người thực sự có thể khai sáng cho mình. Năm 1925, trong một bức thư gửi cho người bạn thân của mình là Hạ Diễn Tôn, ông ấy có viết rằng Ấn Quang Đại sư là một trong những học giả tài năng đương thời. Nhưng có một điều khiến Hoàng Nhất thất vọng, bởi trong một bức thư gần đây, ông đã trình bày mong muốn của mình là có thể bái Ấn Quang Đại sư làm sư phụ, nhưng ngài lại không đồng ý. Sau khi bị từ chối, Hoàng Nhất đã nghĩ rằng có phải do bản thân chưa đủ chân thành hay không. Suy nghĩ nhiều đêm, vào ngày sinh nhật của Đức Phật A Di Đà, ông quyết định từ bỏ tam bảo và công đức tu hành suốt 7 năm. Sau đó, ông lại viết thư xin Ấn Quang Đại sư nhận mình làm đệ tử, chấp nhận bắt đầu lại hành trình tu tập của mình. Kỳ lạ là lần này vẫn không hề nhận được lời hồi âm. Tuy cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không nhận được lời chấp thuận, thế nhưng ông không nản lòng, vẫn quyết định đích thân đến tìm Ấn Quang Đại sư, xin người nhận mình làm đệ tử. Năm 1925, Hoàng Nhất mặc dù đã trở thành một nhà sư, nhưng lại đột ngột từ bỏ sự nghiệp tu hành suốt 7 năm của mình để đến núi Phổ Đà tìm Ấn Quang Đại sư, với quyết tâm bái sư tu hành mong cầu giác ngộ, mang theo trái tim chân thành cầu đạo đến núi Phổ Đà. Sau quãng đường dài, ông đã đến được chùa Pháp Võ, nơi tu hành của Ấn Quang Đại sư. Nhưng một nhà sư đã nói với ông rằng Ấn Quang Đại sư không muốn tiếp bất cứ vị khách nào, mặc cho Hoàng Nhất chân thành bày tỏ mong muốn của mình là được đại sư nhận làm đệ tử.
Sau nhiều lần bị từ chối, thậm chí những đại sư trong chùa phớt lờ sự có mặt của mình, ông không rời đi mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ Ấn Quang Đại Sư Phụ dưới một gốc cây lớn bên ngoài chùa. Mặc cho trời nắng như thiêu đốt, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm, chỉ một lòng mong muốn Ấn Quang Đại Sư sẽ nhìn thấy sự chân thành của ông và động lòng, sau đó thu nhận ông làm đệ tử. Qua một thời gian dài, cuối cùng Hoàng Nhất cũng chờ được Ấn Quang Đại Sư. Ngài bước ra từ chùa Pháp Võ. Sau khi nhìn thấy Hoàng Nhất với gương mặt rám nắng ngồi dưới gốc cây lớn đợi mình, liền dừng lại thăm dò ông ấy trong một lúc. Cuối cùng Ấn Quang Đại Sư khẽ gật đầu và tỏ ý muốn nhận Hoàng Nhất làm đồ đệ. Thời gian học tập tại đây đã trôi qua 7 ngày. Điều kỳ lạ là trong 7 ngày cận kề học tập, Ấn Quang Đại Sư chưa bao giờ mở miệng dạy Hoàng Nhất điều gì, mà chỉ đề cập đến những công việc ông cần một mình làm xong hàng ngày. Hoàng Nhất là một người điềm tĩnh. Ông ấy nghĩ rằng việc làm của Ấn Quang Đại Sư như thế này là phải đạo. Chỉ cần mỗi ngày ông đều cố gắng làm theo những lời nói và hành động của Đại Sư, càng nhiều càng tốt. Hoàng Nhất quan sát thấy những nhu cầu cơ bản hàng ngày của Ấn Quang Đại Sư rất đơn giản. Mỗi sáng, ông chỉ cần ăn một bát cháo lớn, thậm chí không cần có cải chua ăn kèm. Nhưng có một điều làm ông cảm thấy thắc mắc, vì sao mỗi lần Ấn Quang Đại Sư ăn xong đều dùng lưỡi của mình di chuyển quanh miệng bát cho đến khi sạch. Và nếu đó là một bữa ăn hơi thịnh soạn hơn, Ấn Quang Đại Sư cũng sẽ đổ nước vào bát để tráng phần còn lại, sau đó tiếp tục ăn hết sạch sẽ. Mỗi khi ngày ấy làm điều này đều cẩn thận và trịnh trọng, giống như đang ôm một vật nặng và tiến hành nghi lễ. Mặc dù Hoàng Nhất không hiểu ý nghĩa về hành động của Ấn Quang Đại Sư, nhưng vẫn tiếp tục làm điều đó mỗi ngày mà không dám hỏi nhiều. Nhưng đến ngày thứ 6, sau khi nghe ông khiển trách các đệ tử của mình, cuối cùng Hoàng Nhất cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau những hành vi kỳ lạ này. Khi một nhà sư ăn cơm nhưng lại để một vài hột cơm còn sót lại, nên đã bị Ấn Quang Đại Sư trách mắng. Ông nói rằng người này thật may mắn nhưng lại lãng phí thức ăn. Một vị khách hành hương đến chùa vì thấy trà đã nguội nên rót bỏ vào ống nhổ, cũng bị Ấn Quang Đại Sư lớn tiếng khiển trách. Lần này Hoàng Nhất cuối cùng đã hiểu rằng những hành động trắng bát sau mỗi bữa ăn hay khiển trách về việc vi phạm đồ ăn là tất cả lời dạy của Ngài. Đó là lý do tại sao mọi người trên thế giới nên trân trọng thức ăn. Đó là một phước lành may mắn trong cuộc sống. Chỉ bằng cách trân trọng phước lành, chúng ta mới có thể giữ được phước lành. Hoàng Nhất thầm thở dài trong lòng. Đến lúc này, ông đã hiểu tại sao Ấn Quang Đại Sư lại nhất định muốn sống một mình và làm mọi thứ một mình mà không cần nhờ ai giúp đỡ. Vào ngày thứ 7, Hoàng Nhất đã nói với Ấn Quang Đại Sư rằng cuối cùng ông đã hiểu phước lành không thể tận hưởng, bởi một ngày không xa phước lành sẽ biến mất. Hoàng Nhất nhìn Ấn Quang Đại Sư mỗi ngày đều một mình quét nhà, tự lau đèn, tự giặt đồ, vân vân, mà không còn thắc mắc rằng đây vốn dĩ không giống việc mà một vị cao tăng phải làm. Sau chuyến đi đến núi Phổ Đà này, toàn bộ khái niệm về sự thực hành Phật Pháp của ông sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại sư Hoàng Nhất thay đổi chỉ sau 7 ngày. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một con người. Ấn Quang Đại Sư hiểu được lý do tại sao mọi người cần một cách tiếp cận và thực hành Phật Pháp phù hợp để có thể thực sự mang lại lợi ích. Hóa ra là Ấn Quang Đại Sư từng bị nhiều bệnh tật hành hạ khi còn là một cư sĩ. Trong một lần, ông ấy thậm chí còn nghĩ mình sẽ ngã bệnh và rời khỏi cõi đời này. Nhưng từ khi bắt đầu xuất gia tu hành, ông bắt đầu cuộc sống thanh tịnh hơn. Sức khỏe của ông đã được cải thiện một cách thần kỳ. Và thông qua sự thay đổi cơ thể này, Ấn Quang Đại Sư bắt đầu nhận ra rằng lý do trước đây ông bị bệnh tật hành hạ đó là vì hành động phung phí thức ăn của mình. Sau khi trở thành một nhà sư, ông bắt đầu trân trọng thức ăn. Vì thế, tất cả bệnh tật được loại trừ một cách tự nhiên. Ấn Quang Đại Sư tin vào nghiệp báo, sự phung phí đang giảm dần phước lành mà chúng ta thọ hưởng. Trong 7 ngày tu hành cùng Ấn Quang Đại Sư, tuy ông không dạy Hoàng Nhất bất cứ câu nào, nhưng Đại Sư đã giúp ông ấy hiểu được ý nghĩa của việc trân quý phước lành qua những hành động cụ thể. Sau khi tử biệt, Hoàng Nhất đã quyết định rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà sư chân chính trong cuộc đời này. Từ nay trở đi, ông sẽ sống cuộc sống của một tu sĩ khổ hạnh mỗi ngày, xem đó là một cách thực hành Phật Pháp. Hoàng Nhất đã nói lời tạm biệt với Ấn Quang Đại Sư
và xin Ngài cho một lời khuyên rằng ông sẽ dùng Phật giáo để cứu đời cứu người như thế nào. Sau khi nghe câu hỏi này, Ấn Quang Đại Sư cân nhắc một lúc và nói ra bốn chữ, đó là quy luật nhân quả. Thấy Hoàng Nhất có vẻ không hiểu, ông lại tiếp tục nói thêm, luật nhân quả là điều đơn giản nhất mà mỗi người cần biết. Việc làm hiện tại như thế nào thì trong tương lai sẽ có một kết quả tương tự như vậy. Nếu Hoàng Nhất muốn cứu lấy nền luân lý của thế giới, ông phải bắt đầu từ điểm này. Hoàng Nhất nghe xong lập tức hành lễ để cảm ơn. Sau 7 ngày tại núi Phổ Đà, Hoàng Nhất đã có những thay đổi lớn. Người bạn tốt của Hoàng Nhất là Hạ Diễn Tôn đã nói rằng, khi gặp lại mọi người, ông dường như đã hóa thân thành một người hoàn toàn khác với trước đây, khiến người bạn thân Hạ Diễn Tôn cũng thấy cảm động. Trong thời gian trước, ẩn bên dưới vẻ ngoài tu hành của Hoàng Nhất là một ông chủ trẻ tuổi, cực kỳ chú trọng về vấn đề thực phẩm, quần áo và nhà ở. Nhưng lần này, ông ấy đã có một cuộc sống đơn giản cùng với một tập thể gần 50 nhà sư tại một ngôi làng nhỏ không mấy sung túc. Khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như một ngôi làng này, Hạ Diễn Tôn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng Hoàng Nhất Đại Sư đã nói với bạn mình rằng, những người ở đây đã đối xử với mình như một nhà sư thực sự. Việc ăn ngủ ở đây cũng rất thoải mái. Hạ Diễn Tôn đã đến trước mặt Hoàng Nhất và nói rằng, ông ấy đã thực sự khác với lúc trước. Làm sao ông có thể bằng lòng sống một cuộc sống bình dị và đơn giản như vậy? Nghe điều đó, Hoàng Nhất cảm thấy thật hối hận khi nghĩ lại khoảng thời gian trước đó. Người bạn Hạ Diễn Tôn đã 5 lần 7 lượt bày tỏ mong muốn rằng liệu ông có thể sống với Hoàng Nhất ở đây vài ngày không? Dưới sự chân thành của ông, Hoàng Nhất đã phải gật đầu đồng ý. Sau khi đến nơi ở của ông, người bạn đã nhìn thấy Hoàng Nhất Đại Sư sử dụng một chiếc khăn mặt đã bị sờn vải và đánh răng bằng một cây liễu gai. Thấy cảnh tượng này, Hạ Diễn Tôn đã tự tay lấy một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới ra, định đưa nó cho ông. Nhưng Hoàng Nhất chỉ lịch sự từ chối và nói rằng cuộc sống của mình hiện tại là rất tốt. Hạ Diễn Tôn hiểu những thay đổi của Hoàng Nhất hiện tại sau khi nghe ông kể về cuộc sống ngập tràn cảm xúc sau 7 ngày vinh dự được sống với Ấn Quang Đại Sư. Nhưng Hạ Diễn Tôn chưa thực sự hiểu được liệu ông ấy đã nhận ra điều gì. Trải qua 20 năm sau khi chia tay Ấn Quang Đại Sư, Hoàng Nhất đã rất lưu tâm đến những người tị nạn từ chiến tranh. Ông tiếp nhận thêm người tị nạn và đối xử với họ một cách tôn trọng nhất có thể. Những chiếc ly bằng pha lê hay bạch kim mà trước đây ông cất công tìm kiếm và sưu tầm cũng đã được ông tự tay phá hủy. Hoàng Nhất đã thực sự nhận ra rằng bỏ ác làm phước chính là công đức lớn trong việc tu hành. 7 ngày trước khi Hoàng Nhất Đại Sư qua đời, một cư sĩ đã gửi thuốc ký ninh đến để điều trị bệnh sốt rét. Nhưng ông nhất quyết không chịu nhận với lý do là công đức của mình không đủ để có thể hưởng được phước lành này. Hoàng Nhất Đại Sư đã truyền cảm hứng đến cả thế giới cho đến tận ngày nay về việc ưu quý cơm ăn áo mặc, không phải vì tiền mà là vì quý trọng phước lành. Bởi những hành động quý trọng phước lành này là đang tích lũy phước đức cho mình. Trân trọng phước lành là đức hạnh ở một mức độ nào đó. Hoàng Nhất Đại Sư cũng rất trân trọng phước lành và đức hạnh của chính mình. Cả thế giới đều thấy được sức mạnh vĩ đại của ông ấy. Người đời sau xem ông là một trong 4 vị đại sư nổi tiếng thời cận đại, cùng với các ngài Ấn Quang, Hư Vân và Đế Nhàn. Ông có tài năng lý luận, chuyên tu tịnh nghiệp, cảm ơn Đức Đại Sư Ấn Quang mà kế thừa pháp môn tu niệm Phật và Hoàng Dương Chánh Pháp ở thời kỳ Phật Pháp suy vi. Đại sư 103 tuổi, dành hơn 80 năm tu hành, khi viên tịch xuất hiện mây ngũ sắc kỳ lạ. Mộng Tham Lão Sư là người đại diện cho một thế hệ cao tăng lỗi lạc, một vị đại đức trong Phật giáo đường đại. Ông từng là học trò của nhiều vị cao tăng thời cận đại Trung Quốc như Hoàng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư, v.v. Mộng Tham Lão Sư đã dành hết thời gian cuộc đời mình cho việc tu học Phật Pháp, phục hồi nền giáo dục tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng dạy luật và hoằng pháp. Ông đã từng tuyên giảng kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng Tam Kinh, v.v. ở khắp nơi. Hơn 80 năm tu hành của Ngài, cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên truyền bá Phật Pháp vì một giấc mơ mà cả đời dành cho nơi cửa Phật. Phật duyên từ giấc mơ kỳ lạ. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1915, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 cùng năm tại huyện Khai Thông,
tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nay là Lưu Minh Thụy, Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm. Ngài gia nhập Học viện Quân sự Dạy Võ Đường ở Đông Bắc từ khi còn rất trẻ và rút về Bắc Kinh theo sau sự kiện 18 tháng 9. Một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Mãn Châu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào năm 1931, Mộng Tham Lão Sư đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình rơi xuống biển. Sóng biển dữ dội cuốn ông trôi giạt ra xa. Nhưng may mắn thay, ông đã được một ông lão cứu sống. Ngoài việc ra tay cứu giúp, người này còn dẫn ông đến một nơi giống như cung điện và nói rằng đó là đích đến của cuộc đời ông. Sau khi tỉnh giấc, ông luôn suy nghĩ về cung điện trong mơ của mình. Đó là một ngôi chùa nằm ở núi Phương Sơn của Bắc Kinh. Cho đến cuối năm 1931, Mộng Tham quyết định xuất gia tại chùa Niệm Hoa trên núi Phương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh để thức tỉnh bản thân. Vì ông cho rằng bản thân không có cảm giác cũng không tỉnh ngộ. Chỉ là do mộng xuất gia nên đặt cho mình cái tên Mộng Tham. Tại chùa Niệm Hoa, lão sư Mộng Tham sau khi đắc giới thọ tỷ kheo đã có một hành trình đi về phía nam đến núi Cửu Hoa để đảnh lễ đạo tràng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thời điểm này trùng với Pháp hội Địa Tạng nên ông đã tiếp nối Địa Tạng Pháp môn, mở ra nguồn ảnh hưởng sâu rộng với các chư tăng và cư sĩ Phật tử. Vị lão sư dành cả đời tu hành và hoằng pháp. Vào mùa thu năm 1932, Mộng Tham lão sư đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn để nhập học viện Pháp giới. Lúc này ông mới chỉ 17 tuổi. Dưới sự hướng dẫn riêng của một vị lão sư ở Từ Châu, ông đã tôn thờ Phổ Hiền Bồ Tát, ngày đêm cúng dường để khai mở chiếu hệ học kinh ở kiếp trước. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của lão sư, nên đến năm 20 tuổi, Mộng Tham đã có cơ hội đi thuyết pháp và dần dần trở thành một vị đại sư tuyên giảng kinh A-di-đà và các kinh sách khác. Với tinh thần không ngừng học hỏi, vào mùa thu năm 1935, Mộng Tham đại sư đã đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để học bốn hệ thống có tính chất luận của Tông Thiên Thai với đại sư Đàm Hư, bao gồm Tạng giáo dành cho Thanh Văn và Độc Giác Phật, Thông giáo dành cho Thanh Văn, Độc Giác Phật và Bồ Tát cấp thấp, Biệt giáo dành cho Bồ Tát, Viên giáo hay còn gọi là giáo pháp viên mãn, phá bỏ mọi chấp trước. Sau 2 năm học hành tu tập, ông theo lệnh của đại sư Đàm Hư đến Hạ Môn để mời Hoàng Nhất Sư Phụ đến chùa Trạm Sơn để hoằng truyền giới luật. Nửa năm sau đó, ông đã được nghe Hoàng Nhất Sư Phụ đích thân trình bày các tác phẩm thư pháp thuần túy và truyền bá kinh Tam Tạng. Trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật, vào năm 1940, sau khi bị bắt, ông trốn thoát khỏi quân đội Nhật Bản và đi đến tu viện Sắc La ở Tây Tạng để nghiên cứu phương pháp thực hành phát triển Bồ Đề Tâm của hệ phái Khơ Lu trong Phật giáo Tây Tạng trong 5 năm. Mặc dù đây là hệ phái trẻ nhất, nhưng lại là trường phái tư tưởng lớn và quan trọng nhất. Trường phái này nhấn mạnh việc tuân thủ các kỷ luật tôn giáo và làm việc phù hợp với lời nói. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ phái này, Mộng Tham lão sư tiếp tục chuyến du hành của mình đến tỉnh Tây Khang, cao nguyên Thanh Hải và những nơi khác của Tây Tạng. Cho đến cuối năm 1949, ông mới bắt đầu rời khỏi Tây Tạng. Tuy nhiên đến tháng 1 năm 1950, ông lại bị bắt và phải ngồi tù 33 năm vì không chịu hoàn tục. Trong thời gian này, ông đã hình thành một bộ ngôn ngữ và phong cách tu hành độc đáo. Mộng Tham lão sư được mọi người xem là một vị trưởng lão, đã nhìn thấy sự thật của bản chất con người. Ông đã kết hợp và truyền bá trí tuệ Phật giáo sâu sắc vào đời sống cụ thể một cách gần gũi và dễ hiểu. Sau khi được trả tự do năm 1982, ông được mời giảng dạy tại Học viện Phật giáo Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại đây, Mộng Tham lão sư đã giảng về tứ phần luật với tư cách là giảng viên và bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong việc tái hoằng pháp. Năm 1984, Mộng Tham lão sư được mời trở lại Học viện Phật giáo Mân Nam với tư cách là viện trưởng. Công việc của ông tại đây là đào tạo những thế hệ tăng sĩ mới và thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm. Từ đó đến nay, Mộng Tham lão sư nhiều lần được các đệ tử mời sang Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan để hoằng pháp và mở rộng duyên phận với những người muốn xuống tóc đi tu. Ông cũng được Pháp sư Thông Nguyện ủy thác giúp các đệ tử của mình xây dựng một võ đường giới luật cho phái nữ, đồng thời hỗ trợ trùng tu thành công chùa Khả Nhân ở núi Nhạn Đãng. Hành trình giảng dạy và hoằng pháp của ông vẫn tiếp tục không ngừng. Năm 2002, Mộng Tham lão sư được mời đến sống tại chùa Phổ Thọ ở Ngũ Đài Sơn để thuyết pháp và hướng dẫn các nhà sư ở núi Ngũ Đài thực hành thiền định.
lúc này ông đã 87 tuổi. Từ năm 2003 đến năm 2007, Mộng Tham lão sư cùng các trưởng lão đã vượt qua những trở ngại về thể chất và tinh thần trong chùa Phổ Thọ và hoàn thành việc giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tổng cộng hơn 500 quyển. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy những cống hiến trong thời gian nhiều năm qua vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Vì vậy, ông cùng các vị trưởng lão đã lần lượt thuyết giảng Kinh Thập Luân Đại Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và các kinh đại thành khác ở khắp nơi theo mong muốn của đệ tử. Vào tháng 1 năm 2008, theo lời mời của các đệ tử, ông lại đến Đài Loan Hoàng Dương chánh pháp. Tại đây, ông cùng đệ tử tổ chức hơn 10 thời khóa và tổ chức pháp hội với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong lễ hội mùa xuân năm 2009, Mộng Tham lão sư đã đến giới Phật giáo Đài Loan để hoàng dương Phật pháp với quy mô lớn chưa từng có. Tháng 6 năm 2009, ông đã thuyết giảng kinh Pháp Hoa Đại Nghĩa tại Đại học Hồng Kông và bắt đầu giảng dạy Phật học tại Viện Nghiên cứu Phật học của ngôi trường đại học này. Thời điểm đó, mỗi buổi thuyết giảng của ông có hàng nghìn khán giả đã đến tham gia chật kín khán đài. Năm 2012, theo lời mời của chính quyền Ngũ Đài Sơn, Mộng Tham lão sư đã đến thăm lại chùa Vạn Phật Chân Dung và nhờ đệ tử của mình là Long Minh chủ trì các vấn đề xây dựng cụ thể. Một năm sau đó, ông quyết định ẩn cư tại chùa Vạn Phật Chân Dung và dành thời gian để tiếp tục việc học hành Phật Pháp của mình. Trừ những khi cơ thể không khỏe hoặc những trường hợp đặc biệt khác, nếu không, ông vẫn duy trì những thói quen điều độ hàng ngày. Vào lúc 16:30 ngày 27 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày 10 tháng 10 theo năm âm lịch, Mộng Tham lão sư đã đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc trở vào phòng, ông đã nói rằng: "Được rồi, viên mãn rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Và sau đó, ông ngồi thị tịch, thọ thế 103 tuổi. Lúc đó, quang cảnh trên bầu trời Ngũ Đài Sơn xuất hiện rất nhiều mây ngũ sắc. Sự kiện này đã được người dân và những du khách nơi đây ghi lại. Các đệ tử Mộng Tham đã đưa báo cáo an tường của vị lão sư tại chùa Chân Dung ở Ngũ Đài Sơn. Lễ trà tỳ của ông được diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc của hàng vạn tăng ni Phật tử. Mộng Tham lão sư được xem là một nhà sư đức cao vọng trọng, có trái tim nhân đạo. Ông dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp năm châu, thu nhận vô số đệ tử và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.